Shop mà shop bơ sướng .vn á, shop ạc uy tín Liên Quân giá rẻ các bạn ơi. Các bạn hãy xem ngay những shop nick cực kỳ đỉnh cao, ạc Liên Quân giá siêu rẻ, cực rẻ và ạc cực ngon các bạn nha. Trò chơi cực kỳ hấp dẫn, cơ hội trúng thưởng 9999 kim cương. Và chắc chắn rồi, các bạn sẽ thử vận máy ạc Liên Quân và ạc cực ngon 100% vào được các bạn ơi. Đó là trong nghĩa tao tối rồi xong rồi. Thôi ơi, sáng sớm. Mẹ mày, nó quẹt mình phải tâm bá phát. Khiếp cái gì mà kính phải bấy. À, bớt lại là kìa, cái bọn này đánh laptop. Nó đánh laptop thật đấy. Xíu laptop. Rồi nào, chào anh Duy Hỷ, chào bảo nhá. Các bạn đã đánh laptop. Đánh vang vưng làm gì để mình giết luôn. À, triều vấn hả? Các bạn thích xem triều vấn à? Đơn giản các bạn ạ. Anh em tận cho la một pháng, cho la một nút lái nhá. Đấy, các bạn thì kính gì chứ, 4 phút mà kính nó có thông báo cho bạn ạ. Lái 4-5 phút nhưng mà nó không thông báo là anh em ạ. Ôi sao lại mình thọt nặng vậy bấy. Mất đi con buôn xanh của gì mình nặng vậy bấy. Ơ Rap suốt phải kính gì như vậy chứ. Ơ À do mình không thắng hôm nay, cách gym đến level 4 được. Ôi mình đừng sóc quả vẫn bị dính kìa. Đó là chào cả nhà nhá. Ăn tảng con dưới đi. Thôi mà lốc ơi, mi đè tao tư trong mùa. Bỏ đi. Wow, mẹ tao gắt là chơi vậy thì mình chịu đó các bạn ạ. Tao đánh về là mình thực sự là mình chịu luôn á. Đánh hay quá nhỉ, các bọn này đánh hay quá. Chúng lén đi đứng về không? Rồi toang luôn ạ. À. Game này thì nó phịt chết luôn đâu. Từ anh em ơi. Chứ là làm gì luôn. Ơ rồi. Toang mình rồi. Rừng không gánh các bạn không thể là thằng ma lốc nó vào một phá làm thọt như có lọt trọt đó các bạn. Chiếu hái lướt rồi thằng ma lốc bay này. Ờ may quá. Các bạn cứ bình tĩnh nào. Hết sức bình tĩnh lao nào. À cái cánh của lao sẵn này là đéo có thông báo mày cấy về cơ chứ. Mẹ nó bóp thế này thì nông dân như mình làm sao mà sống nổi ạ. Đeo tín được ạ. Các bạn thấy chưa? Kính gì chưa? Để lái 6-7 phút thôi. Trước 6-7 phút bây giờ tâm bá 4.000 người thôi. Bây giờ được từng ngày người thôi. Tắt bếp mình ngay một ngày càng mình nát những cái bài cát thôi. Nhớ cái fanpage mình lập rồi các bạn. Fanpage mình lập nữa con ngón cái fanpage này. Thật á, fanpage mình lập thì nó ngón cái fanpage này luôn á. Mình không ngờ fanpage này nó cụ chuối như vậy đâu. À tí mà có vói kìa, tí mà bá phép. Rồi các bạn ơi, mình chưa làm được gì đâu các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, các bạn thân yêu, các bạn tặng cái like và nút chia sẻ like nhá. Các bạn tặng cái bẻ like và nút chia sẻ like nhá. Lập không được các bạn ơi, fanpage này đang có đang đổi tác Facebook, làm sao mà lập được. Ôi trời, cấn hai lấy chuyện bình thường nhá. Đó nói thẳng với các bạn một câu như vậy đấy. Cái chuyện
chuyển cân hai đổi minh nó là một cái chuyện rất là easy nhá, đừng có combo tốc biến với chúng tôi ạ. Ở đây chúng tôi không chơi với combo tốc biến nhá. Mày cân hai rất là chuyện easy, hôm qua mình một cân nắm các bạn. Hôm qua một cân nắm một con mẹ mày rừng ở kia tàu trang. Các bạn đeo hiểu mình đầu game mình bị cướp hơi thọt một chút. Các bạn phải để cho mình phám nha, mình cũng là con người chứ không phải là thân thành đấu mà các bạn phải bắt mình. Có phải thân thành đấu mà bắt mình vừa bị thọt vừa đi gánh được ạ. Phám trên điện hà mình cũng là người trần mắt thịt thôi chứ có phải là thân thành gì đâu mà cái bọn này bắt mình bảy đầu sáu tay à. Các bạn đánh nhau các bạn chết. Sao các bạn lại chửi mình ạ. À? Đây lại chơi cái kiểu ngấm cuông thôi. Bọn đây chơi kiểu ngấm cuông thôi. Thật á, người trần mắt thịt chứ không phải là thân thành gì đâu. Để thơ ma lốc này vẫn cứ ấy bằng được ấy mà. Vẫn được thả mình bằng được mà. Đấy, nhưng mà bình tĩnh đi, fit cho mình lo đây rồi. Cái xồn sao. Rát này. Thủ đường là anh em đánh đường rồng, anh em thua nó phải chấp nhận đi. Phải chấp nhận đi chứ các bạn đúng không? Rồi chào cả nhà nhá. Bộ đỏ mình bị ra. À bị cướp, bộ đỏ mình bị cướp mà. À được. Cái mặt may tí là cuối game. Phải chấp nhận được các bạn ạ. Phần lâm dâu đâm hỏ mà. Đéo hiểu luôn. Mày cái đường đéo nào mình phải gánh nó đấy. Dư nó trả ơn như vậy với mình đấy. Đấy là đánh nhau đéo hiểu à, thọt phần cứ đánh nhau bắt đầu chửi bên này, chửi là 1, 2, 3 thằng rừng ngũ. Phạm không chửi. Thọt như vậy đó các bạn cũng chửi phạm đấy. Đấy là chửi mình đéo hiểu. Các bạn ơi, các bạn bắt mình thọt cũng các bạn à. Mình sợ thật. Con nào mày bắt mình thọt ngang nó thì nó mình phải vừa lắm các bạn ạ. Rồi qua tới cái cuộc sống này nó thật rất nhiều chống gái bảo ôi thằng rát nó đẹp pin này các bạn này. Gờ các ông mình đeo hiểu chỉ việc cái việc phá ở tù mà các bạn vẫn cứ phá nhau chết. Chết là chửi mình ạ. À. Không đánh nữa thì đánh đi. Bộ đánh nắm. Ôi giời ơi, bộ đánh nắm mình đang đánh vô tứ. Áp cá đây. Ôi giời. Mệt các ông này lắm. Này các bạn nha, mình thọt đâu game để cho mình phám ạ. Mình phám và mình đi gánh cái cảnh mắt ở đằng dưới. Thế luôn. Gánh mình thọt. Nó phải bắt mình thọt không, nó mới vui cơ. Mà thọt của mình chửi các bạn nhá, thọt của mình chửi đấy. Cái bọt đây nó đều lắm. Thọt của mình chửi mà không thọt nó của mình chửi. Kiểu gì của mình chửi thì thôi, tốt nhất ta phám để ta cảnh tím. Lại phám nhau ở dưới. Lại phám nhau ở dưới. Cái đấm đâu xuống nó chết hết. Ơ, mẹ mày. Chúng mày nghỉ đi. Sao lại cứ sao lại sửa chúng mày quả cớ đấy. Bọn này nó dọa mình kìa. Bây giờ đi gánh dưới là thọt luôn. Chỉ bằng là mình đẩy đến này đi. Mày cứ bấu đã đánh nhau thua. Cứ bấu nhau ở phía dưới. Cứ ốm nhau mà chết ở dưới á. Chết tao rồi. Chết rồi. Máy quá. Mất tên của bộ sạch rồi. Mày các bạn cứ phá nhau chẳng nha. Sao các bạn phá nhau vậy. Đánh nhau từ đâu đến cuối các bạn. Đéo biết cái bọn đây nó thu hận gì nhau các bạn. Bọn đây nó thu hận gì nhau nhờ.
kiếp trước bọn này khi như nó phá nhau, kiếp này nó sinh đã để nó phá nhau, các bạn trả thù nhau. Mình vào nhầm tím rồi. Kiếp này bọn này bây giờ sinh ra nó phá nhau từ đâu đến cuối, các bạn không ngừng nghỉ và không ngớt nghỉ, nó cứ đập nhau, kết vẫn cứ đập, thua vẫn đập. À vô duyên vậy. Kết tao rồi. À cái kết này vẫn cứ phá nhau á các bạn á. Rồi lại đấu hàng à, bay áp cá đi, tao dần đi đó. Áp cá đi. Người ta sánh đây này. Cái thằng voi mít tẻ đi tao ạ. À cái đánh nhau thua vẫn cứ đánh luôn. Cứ đánh nhau thua là vẫn cứ đánh các bạn. Mình vô duyên nhưng mà cái mình vẫn chưa hiểu các bạn ạ. Đã có thắc mắc bó như vậy đấy. Tào can. Phún đám các bạn nhé. Kính này cứ thắng nhau, cứ vớ vẩn này. Cái mục tiêu thì không bao giờ ăn này. Cái lá này đánh nhau chết lại chửi mình này. Chết chửi mình này. Chảy đấy. Dồi ôi, chết lại bắt đầu chửi mình các bạn. Khổ bọn này lắm. Chơi game không biết một cái gì đáng cái gì. Chỉ biết là phải xuống lưng đập nhau cho thọt ngáng hang nó. Thọt nó nhìn chửi các bạn ạ. Chứ có phải là không đâu. Ví dụ mà đi gánh mà thọt đấy, không bị chửi thì cái đó là không nói. Nhưng mà nó muốn mình thọt, nó thọt xong lại bị chửi các bạn à. Bọn này nó đều càng lắm. Chẳng tha nó thọt nó không chửi mình nhưng mình đi gánh cho. À đấy cứ đi phá cái thằng này thôi nhé. Kết phải thả rồng thẳng rát bắt mình này. Mày á, 10 đời mày nữa mới bắt được tao nhá. Phải trình độ mày phải chơi thường thừa tới 10 lần nữa mới bắt được tao. Nghĩ gì thì bắt mình mày để làm thắng nhau thú được các bạn nhé. Thắng nhau thua chết cả bốn thằng. Ôi bốn đánh bốn kìa. May mắn là cái củ này. Trời ơi. Giết thằng Hayate là quý này. Mm-hmm.